Xin chào mọi người, mình tên là Lê Cẩm Thi, năm nay mình 18 tuổi. Mình đang học khóa tiếng Hàn du học tại Rin Academy. Vào kỳ tháng 6 năm 2024, mình quyết định đi du học tại trường đại học Hồng Ích. Mình chọn đi du học Hàn Quốc tại vì mình muốn thay đổi môi trường học tập, hoàn thiện bản thân và tiếp thu thêm nhiều văn hóa. Lý do mình đi du học Hàn Quốc là tại vì nó có nền văn hóa tương đồng với nước mình và cái chi phí học tập nó sẽ rẻ hơn một số nước khác, như ví dụ như là Anh hoặc là Đức hoặc là Mỹ. Mình biết đến Rin là nhờ các anh chị tư vấn về trường cấp 3 của mình ở Hậu Giang. Sau khi được các anh chị tư vấn, mình tốt nghiệp xong trung học phổ thông, mình suy nghĩ con đường đi du học cũng là một cái thứ mình đang mong muốn, nên mình đã quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh và chọn đến Rin. Đến Rin, điều mình làm ấn tượng là cơ sở vật chất hiện đại, các anh chị cung cấp thông tin đầy đủ cho mình, công khai minh bạch những khoản chi phí, đặc biệt là các anh chị giúp mình giải quyết thủ tục hồ sơ một cách rất là nhanh chóng. Mình không cảm thấy lo lắng khi chuẩn bị đi du học Hàn Quốc, tại vì những cái khó khăn, những cái thắc mắc của mình đã được các anh chị trong Rin Academy hỗ trợ hết mình rồi. Mình cảm thấy lớp tiếng Hàn du học của mình rất là vui vẻ, nó rất là thoải mái. Giảng viên của lớp tiếng Hàn du học của mình là thầy Tuấn. Thầy rất là vui vẻ, hòa đồng và luôn giúp đỡ với mình trong việc học tập. Mình học rất là nhanh và tiếp thu rất là hiệu quả. Kỷ niệm của mình ở Rin là vào dịp Trung Thu. Rin tổ chức một lễ Trung Thu rất là vui. Và hôm đó mình đã tham gia được các trò chơi rất là vui và được giao lưu, kết bạn với những bạn chuẩn bị đi du học chung với mình. Mình đang trên con đường thực hiện ước mơ du học Hàn Quốc của mình. Nếu bạn nào có cùng ước mơ với mình thì hãy cùng nhau thực hiện nhé. Green Academy 한국에서 나온 학원.